Để có những cây bưởi cảnh mà vào dịp Tết mà rất là sai quả mà bọn em hay quay cho anh chị xem ấy. Đầu tiên thì có cái bước là ghép quả ấy chị nhá. Đây, cứ những cái quả này này chị này. Mọi người cuốn cái ni lông vào đây để cho nó khỏi mất nước ấy chị nhá. Và cái bước thứ hai là cái bước cắt cành, cắt phôi. Đây, quay gần lại cho chị xem này. Đây là những cái mắt ghép của quả bưởi này chị này. Đây. Đấy, anh làm thử chậm chậm vào trong xem. Đây, xong rồi cuốn mắt ghép lên chị nhá. Đây. Đấy, ghép vào cành. Rồi là mình cuốn cái ni lông vào để cho cây nó gia cố ở cây cho nó vững chắc ấy chị nhá. Và từ cái bắt đầu mắt ghép ở đây thì nó sẽ liền lại này. Đấy, nó sẽ liền lại. Rồi là khoảng tầm tháng 6, tháng 7 thì mọi người sẽ cởi cái mắt ghép này ra. Đấy, bây giờ băng thêm một lớp nữa là cho nó kín ấy chị này. Đấy, đẹp chưa? Đây, đây. Những ngày ghép bưởi thì rất là đông vui. Có rất nhiều anh chị và cô bác đang ghép ở trên cây ấy chị nhá. Để có những cái bưởi vào dịp Tết sai quả như thế này thì là bên nhà vườn sẽ có những cái, đây những cái quả thật đấy chị em này. Đây, và ghép những cái quả vào để to, nó tạo thêm những cái vẻ đẹp của cây và nó thêm sai quả ấy chị nhá. Đây, đây những cái ghép xong rồi này. Đây, nhìn đẹp chưa, sai quả chưa. Và cái quả ghép này thì vẫn ăn được và phát triển rất là bình thường ấy chị nhá. Đấy, đấy, đây những cái quả thật này. Quả thật thì nó là cái quả tự nhiên ở cây ra mà quả cũng như quả ghép thôi chị em ạ. Và ghép để cho cây nó thêm quả. Anh chị em nào mà muốn cây bưởi của nhà mình đẹp thì hãy cứ làm cho em cuốn cái ni lông vào, xong rồi mình cắt một phần mắt ghép ra. Mình chọn những cái quả bưởi nào mà to đẹp thì mình ghép quả vào cành cây thôi anh chị ạ. Cành ngẫu nhiên bất kỳ cũng được. Đấy thì cũng rất là đơn giản mọi người ạ.